đây có rất là nhiều quán bar và có linh đi dài dài lên thấy nhạc rất là hay. Bây giờ linh sẽ mời một người đi bar với linh. Đi thoát ra khỏi cái khu này, mình định tới cái khu khác nữa coi như thế nào. It's been my microphone for Kevin. And I sit in my task, but it's been for Kevin, I'm going to do it now. Morgen. Kan ik nu nog even aansluiten, een keer van zoek. Nhộn nhịp thật á, đúng là trung tâm thủ đô thì nó vui hơn. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
khỏi cái khu quận 3 đó cả nhà. Giờ thì mình đi tiếp thôi.